tới đêm chung kết chương trình Giọng Hát Việt Nhí 2014. Thưa quý vị, ngay bây giờ bên cạnh Jennifer là một trong những vị khách mời đặc biệt của chương trình của tối ngày hôm nay. Xin quý vị chúng ta hãy cùng dành một tràng pháo tay cho nam ca sĩ Quang Linh. Xin cảm ơn tất cả quý vị. Thưa quý vị, là một ca sĩ xuất thân từ miền Trung, nên tối hôm nay sự có mặt của Quang Linh ở đây nhằm làm một vai trò trợ giúp cho thí sinh dự thi. Chính vì vậy rất mong được sự ủng hộ của quý vị để Quang Linh có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ tối hôm nay. Và ngay sau đây chúng ta hãy cùng đến với ca khúc Đêm Khuya, một sáng tác của nhạc sĩ Lam Phương. Thưa quý vị, và thưa quý vị, bài hát này sẽ được tham gia dự thi với thí sinh mang mã số 07. Thí sinh đến từ miền Trung. Thưa quý vị, thí sinh Thiện Nhân. Thank you.
7457 và có thể nói nhạc trữ tình luôn có một chỗ đứng đặc biệt trong lòng của khán giả. Kính thưa quý vị và các bạn, và bây giờ quý vị và các bạn hãy nhớ bình chọn cho các thí sinh của chúng tôi và có thể bất ngờ nhận được một học bổng trị giá 80 triệu đồng từ nhãn hàng PS và Lifebuoy của công ty trách nhiệm hữu hạn quốc tế Unilever Việt Nam trao tặng. Kính thưa quý vị và các bạn, có thể nói đến với giọng hát Việt nhí, quý vị thấy rằng sự nỗ lực trong thời gian ngắn như thế đã liên tục diễn ra, và sự nỗ lực ấy là sự kết hợp rất nhuần nhuyễn giữa huấn luyện viên và đạo diễn cũng như tất cả ekip thực hiện chương trình để mang lại những giây phút tuyệt vời nhất và thể hiện hết